đây ngàn tháng đủ, qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Bác à, chuyện này không chỉ là vàng mà còn là danh dự. Bác từng hao tốn rất nhiều công sức cho kho báu này. Nếu thằng Lộc nó giữ được thì không nói làm gì, con chỉ sợ là kẻ xấu chiếm đoạt của nó thôi. Hơn nữa, mình đã mất bao nhiêu công sức tới ngày hôm nay rồi bác à. Bác rồi ba con, chú Tuấn Anh đã mất cả chục năm trời, bây giờ tới lượt con bây giờ nữa. Chẳng lẽ cháu mắt lên nhìn kẻ xấu chiếm đoạt hả bác? Con nói đúng lắm. Vì vậy chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó bác à. Cách gì bây giờ? Bác cứ tin ở con, nhất định con và thằng Lộc sẽ lấy được số vàng đó, và hai tay sẽ dâng lên cho bác. Bác ơi, nhưng con cần sự giúp đỡ của bác. Con cần gì? Hiện con không còn tiền thì bác cũng biết rồi. Con cần một số tiền để trục vớt kho báu lên. Bác có người bạn cần gặp. Bác ra ngoài nghe điện thoại một tí. Ông ơi!
từ thôi nha. Ông bên đây cha. Từ từ ông. Dạ ơi, tụi con xuống nghe. Ờ, xuống đi. Xuống đi Lộc. Chạy lên. Được rồi. Sâu quá mà nãy giờ không thấy gì hết trơn ông ơi. À, đây á là điểm thứ 12 của ở đây rồi. Nếu quả thật á cái hòm nó sâu hơn, chúng ta phải cần đến máy móc để mà hỗ trợ. Nhờ đạo đâu ra tiền để mà mua xong máy móc bây giờ? Mà nếu dùng tới máy móc á, anh sẽ gây ra sự chú ý, phải đi sâu xuống coi sao. Ủa anh Hùng hả? Coi nè, chữ gì nè? Là đá thôi mà Lộc. Không, nhưng mà trên đá có chữ. Đâu? Ông. Nè ông. Dạ ơi, có chữ này nha. Tụi con không đọc được. Đó là chữ cổ đó ông. Đây chính là cửa hang. À, được rồi, ta sẽ dùng xà beng nào đó nay phiên đá này đi. Dạ. Dạ ơi, chỉ có ba người chúng ta thôi, cho nên phải cố gắng hết sức nghe. Rồi. Ông ơi, đá khá to không ạ? À? Không, không đơn giản chút nào hết. Làm cách nào bây giờ đây? Sao mình không thử cách khác không? Hay là dùng khoan để nổ mìn? Không được, không được. À, công chúa, người giữ chìa khóa. Vậy mà ông quên mất đi chưa? Thôi, để con gọi chị Ayo ra nha. Mọi người đi tới ăn trưa nè. Ayo ra. Chào mọi người. Chị Ayo ra. Nè, chị coi nè, ở đây là cửa hang nè. Đúng rồi,
Nhưng mà làm sao mở bây giờ? Nếu kẻ nào cố tình phá tảng đá này, miệng hang sẽ bị lấp lại, hang sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Vậy có nghĩa là chúng ta dùng máy móc hay nổ mìn thì hang sẽ bị sập ngay hả chị? Tảng đá chắn miệng hang được thiết kế như một nút chai, nhưng mà đóng từ bên trong, nhỏ phía ngoài và lớn dần từ phía trong. Đây chính là chìa khóa để mở kho báu. Nghĩa là thay vì chúng ta cố dịch chuyển tảng đá ra, chúng ta phải đẩy nó vào. Đó, nhanh lên các cháu, chúng ta mở rộng miệng hô ra rồi đẩy tảng đá vào như công chúa nói. Dạ. Nào. Dạ. Nè, nhớ là phải hết sức cẩn thận luôn nghe. Dạ. Nhớ. Mọi người cẩn thận nha. Yeah. Được rồi ông ơi. Cẩn thận nghe chàng. Anh Cường, anh ăn chút cháo nha. Anh ráng ăn chút nha. Anh ráng ăn chút thôi. Rồi, bác biết rồi. Cảm ơn cháu. Anh cháu khỏe rồi. Nhưng có một chuyện rất nghiêm trọng mà Lộc vừa nói cho bác biết. Nó muốn bác không được nói cho ai biết, nhưng không thể được. Anh Lộc giấu mình chuyện gì vậy ta? Minh Cương, bác không thể ngờ cháu lại tán tận lương tâm như vậy. Bác, sao bác nói con như vậy? Thằng Lộc vừa gọi điện thoại cho bác, nó nói cháu đã đánh nó bất tỉnh để lấy chiếc rương. Không, không, nó nói láo, con không có làm chuyện đó. Mọi người đi ra ngoài hết đi, để tôi yên đi. Đi hết đi. Đi hết. Hên cho nó là nó không chết vì ba con nó, mà ba tôi phải ngồi tù. Tôi không thể nào tha cho nó được. Cương, anh hai ơi, đừng mà, anh bình tĩnh đi. Đó là chị Kim Hằng mà anh hai. Ba, ba. Ông lập tức chạy về lấy tiền ngay cho tôi. Nếu không, tôi với Kim Hằng sẽ chết chung. Ông hiểu chưa? Nè Cương, bình tĩnh đi. Muốn lấy tiền bác sẽ đưa, không cần làm hại Kim Hằng đâu. Đứng lại. Ông hướng tới là tôi giết con gái ông ngay lập tức. Đứng lại. Đi đâu? Mày muốn hại thay mày chết luôn hả? Hả?
Trâm tới xong gọi mình. Vô đây. Diễm, Trâm sao vậy? Thằng Cường nó bị bệnh nặng lắm. À, vậy hả? Mình đang kẹt. Diễm có thể cho mình mượn ít tiền được không? Được chứ. Trâm ơi, mình là bạn mà. Đã nói rồi, có khó khăn gì á thì gọi cho mình. À, bây giờ vậy đi. À, Trâm đứng đây đợi mình. Mình vô nhà lấy tiền rồi mình đi với Trâm thăm Cường luôn nha. Trâm cầm tiền đi để lo cho thằng Cường. Lúc này á mình hay đi buôn bán xa nên không có thời gian để quan tâm tới Trâm được, cho nên là cho mình xin lỗi nha. Thôi mình đi thăm anh Cường đi. Từ từ thôi ba. Vô ghế này ngồi ba. Con chào ông, con chào chú. Đứa nào vậy? Bạch Tuyết đó ba. Chào con. Để con ra mở cửa. Bạch Tuyết đó hả? Chào chú. Mời con vô. Dạ. Ủa, bà Tuyết. Dạ. Lâu lắm mà chú mới thấy mặt cháu á. Cháu về đây hồi nào? Dạ, cháu cũng mới về. Cháu nghe Thiền Lập nói là ông nội bị bệnh nên cháu tới đây thăm ông. Cháu có món quà gửi cho ông. Cảm ơn cháu. Ông đã đỡ nhiều chưa? Cảm ơn cháu, ông đã đỡ nhiều rồi. Dạ. Ông già rồi, chân cẳng không còn như xưa nữa. Lỗi á, cũng là tại chú. Chú để ông ở nhà một mình. Việc lớn, việc nhỏ gì á, ông cũng tự làm một mình. Nên mới ra cớ sự này. Dạ. Chú nghe con Hà nó nói thằng Cường bệnh nhiều lắm, nhưng mà chú cũng không bỏ ở đây mà qua thăm nó được. Rất là tội nghiệp cho Ngọc Trâm. Cô khó khăn lắm. Dạ không sao. Đã có Thu Hà lo chảnh rồi. Với lại Kim Hằng đã gặp Thu Hà, trả lại toàn bộ tài sản của Mạnh Cường thông qua Thu Hà rồi chú à. Vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà chú cứ tưởng... Ba biết mà, Kim Hằng là đứa con gái tốt, nó không thể nào chiếm công ty của thằng Mạnh Cường được. Bây giờ con qua thăm thằng Mạnh Cường đi, ba không sao đâu. Con khuyên nó vài câu. Nhưng mà... Đi đi, sẵn có Bạch Tuyết ở đây, hai chú cháu đi luôn. Dạ. Con nghe lời ba. Con đi nghe ba. Thưa ông, con đi. Có nhiều bậc thang quá ông ơi. Vào đi. Dạ. Ông ơi, vào sau trong này tối lắm. Cứ đi đi, em sợ hả? Em mà sợ hả? Không phải là sợ, mà là rất sợ. Công nhận, người xưa người ta giỏi thiệt. Trong thời loạn á, mà người ta đào được cái hang bí mật đáng nể như vậy. Theo như những dòng chữ trên cánh cửa để lại á,
quả báo chỉ dành cho những người có tâm thôi. Ông ơi, đã lăn xuống đây luôn không? Ông, mà như ở dưới này có nước nè ông. Ông ơi, liệu nước ở đây có độc không ông? Quay lại đi, chúng ta sẽ xuống sông. Không sao đâu ông ơi, theo như lời ba của cháu nói thì tảng đá ở cửa hang là vật cản cuối cùng rồi, không sao đâu. Hình như là cái rương đây rồi ông à. Đi cha. Cẩn thận. Đi cha. Đành ngàn tháng đồ qua bao mùa bao giông, sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn, sao kiếp người vương mơ. Hỡi nhân thế, bởi vì đâu, vì đâu gian dối lòng nhau, gieo bao nỗi đau. Khi đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế, sống yên bình là kho báu và tình yêu.